bà là nhà điêu khắc Điềm Phùng Thị. Bà bước vào nghệ thuật tạo hình năm 40 tuổi và ghi tên mình trong lịch sử điêu khắc thế giới bằng việc sáng tạo 7 mẫu từ mà bà gọi là 7 mô đun. Với 7 mô đun này, bà đã tạo nên một phong cách tạo hình vô cùng độc đáo, rất riêng, phong cách Điềm Phùng Thị. Về 7 mô đun đó thì có những cái hoàn toàn là sáng tạo tuyệt đối, tiền đề của bà Điềm, nhưng có những cái bà cũng tiếp nhận những cái giá trị nhân loại tạo ra, những cái khối hình bị nhật, hình vuông, hình tròn, nên những cái mẫu hình tự nhiên và sẵn có. Những vấn đề chỗ là ai đã nhìn thấy nó trong một sự kết hợp như vậy, giống hệt như là hàng triệu năm qua ai cũng nhìn thấy cả quả rơi, nhưng chỉ đến Newton mới nhận ra rằng đằng sau quả rơi là định luật rơi tự do, thì chính bà Điềm đã tìm ra cái định luật rơi tự do trong mặt kẹp đấy cho nghệ thuật và làm cho những khối hình kia trở nên bóng dáng của Điềm Phùng Thị, có giá trị riêng bởi những tỷ lệ, bởi những sự hoàn chỉnh và trong những cấu trúc mà bà tạo ra. Chỉ cần lộn ngược vài mẫu từ là trở thành cây, thêm một cái song đôi là trở thành mũ cánh chuồn, làm một thể tịnh trở thành tượng niệm, thì cái đó là một sự thông thái uyên bác và một cái tinh thần rất uyển nhã trong phong cách nghệ thuật của Điềm Phùng Thị. Giáo sư ưu tú Đại học Paris 1 Mehdi Menier viết: nghệ thuật Điềm Phùng Thị không phải là ngôn ngữ mà là một tiếng nói trong các mô đun, không phải là những từ, cũng không phải âm tố. Từ đó chỉ mở rộng nó đến vô cùng bằng cách thay đổi kích thước, từ nhỏ nhặn thân thiết đến tầm vóc đường bề, biến đổi nó, tạo hình nó trong những chất liệu rất khác nhau mà đôi khi chỉ hoảng chuyển theo ý thích. Mọi cái sẽ được nói ở đó với linh hồn thầm kín bằng ngôn ngữ quê hương dịu dàng. Nghệ sĩ Điềm Phùng Thị sinh năm 1920 tại làng Châu Ê, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy. Bà tên thật là Phùng Thị Cúc. Năm 3 tuổi, bà mất mẹ. Năm 6 tuổi, theo cha làm việc ở Tây Nguyên, sau đó về Huế học trường Đồng Khánh. Thời đó, bà nổi tiếng học rất giỏi và xinh đẹp. Bà học y khoa, nhưng vì bị bệnh phải sang Pháp chữa trị. Tại Pháp, bà kết hôn với ông Bửu Điềm, người bạn thuở thanh mai trúc mã, và tên gọi Điềm Phùng Thị ra đời từ đó. Năm 1966, đánh dấu sự xuất hiện của bà ở kinh đô nghệ thuật Paris với triển lãm đầu tiên. Ngay lập tức, chính phủ Pháp đã mua một tác phẩm của bà đặt trong công viên. Thành công tạo cho bà niềm phấn khởi và tiếp tục bay bổng trong thế giới nghệ thuật của mình. Năm 1991, tên Điềm Phùng Thị được ghi vào từ điển nghệ thuật thế kỷ 20. Năm 1993, bà được phong viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học, Văn học và Nghệ thuật Châu Âu. Phải có gì đó để nhân loại chú ý mà các nhà khoa học công nhận, các viện hàn lâm phải công nhận, thì cái yếu tố lớn nhất đó chính là sự tìm ra được một ngôn ngữ điêu khắc mới, một thứ ngôn ngữ mà không lẫn vào bất cứ ai, nhìn vào biết ngay Điềm Phùng Thị, nằm dù nằm ở Việt Nam hay Thái Lan hay là các cái sảnh, các vườn hoa lớn của Pháp hay châu Âu, thì vẫn nhận ra đó là Điềm Phùng Thị Việt Nam. Nhưng mà nếu như vậy thôi cũng chưa đủ, mà đằng sau các khối hình nhận ra đó là chứa đựng một giá trị nhân loại rất lớn. Bà gửi gắm ở đó thông điệp lớn nhất là gì? Con người cần hạnh phúc, cần hòa bình. Thì đó là những yếu tố mà chúng ta nhận ra được. Còn cái thứ hai nữa mà bà đóng góp cho nhân loại vượt lên tầm Việt Nam chỉ là chỗ là gửi gắm trong đó những cái quan niệm nghệ thuật mới mà nó góp phần làm cho cái sự phong phú nghệ thuật của nhân loại nó càng ngày càng rõ hơn và
bà trở thành một điểm nhấn rất quan trọng trong điêu khắc hiện đại. Rất nhiều nhà phê bình nghệ thuật nổi tiếng thế giới đã có những bài viết ca ngợi bà. Một nhà điêu khắc nữ gốc Á Đông, dáng hình nhỏ bé đã đem đến cho nghệ thuật điêu khắc luồng sinh khí mới. Tác phẩm điêu khắc của bà là tác phẩm điêu khắc biển tấu. Bằng cách xếp chồng lên nhau, bà đã tạo ra những tác phẩm điêu khắc lớn. Sự biển tấu ấy tạo nên những hình tượng khác, hoàn toàn khác lạ. Với sự kết hợp ban đầu, có cuộc sống và không gian riêng. Tính linh hoạt của việc kết hợp này có thể tạo nên những tác phẩm điêu khắc phù hợp trong nhiều không gian khác nhau. Bà đã dựng 38 tượng đài ở nước Pháp và thực hiện nhiều triển lãm ở nhiều nước trên thế giới. Và ở đâu, bà cũng được chào đón. Nói như lời của Bộ trưởng Văn hóa Pháp, tài năng của bà là hiển nhiên và hơn nữa đã được thừa nhận. Bà đã truyền cảm và gửi gắm trong những tác phẩm đó những thông điệp về nghệ thuật mà mãi mãi nhân loại và người dân Việt Nam trân trọng, nâng niu, yêu quý, đó là những giá trị nhân văn, giá trị dân tộc, ý nghĩa con người và cái khát vọng sáng tạo của người nghệ sĩ. Năm 1993, bà trở về Huế và dâng tặng toàn bộ gần 400 tác phẩm điêu khắc và tranh của mình cho quê hương. Thì tỉnh chúng ta, thành phố chúng ta có vinh dự là tiếp nhận được. Và cái nghĩa cử một người Việt Kiều, một bà con Việt Kiều xa tổ quốc lâu ngày mà đưa tác phẩm về hiện tặng là nó đánh dấu một bước chuyển cực kỳ quan trọng trong nhận thức của chúng tôi cũng như những anh em làm văn hóa nghệ thuật và những người có liên quan lúc bấy giờ. Vì phải trân trọng, phải quyết tâm mới có thể thuyết phục được cùng một lúc một sự kiện mà trước đó không có tiền lệ. Đó là điều mà chúng tôi muốn nói về. Rồi sau này trong quá trình làm là cái quan hệ giữa tôi và gia đình chúng tôi rồi anh Vĩ rồi nhiều đồng chí khác với gia đình Ba Điểm Phùng Thị và ông bộ Điểm là càng ngày càng gắn bó. Có thể nói hàng tuần là một hai lần tôi đều đến cái trung tâm ấy, vừa trao đổi cái tư cách cá nhân, vừa giải quyết những khó khăn phát sinh trong cái sinh hoạt đời sống cũng như trong hoạt động nghệ thuật của bà. Vì khi mới bà mới về là vừa yên vị là cái nhà trưng bày thì bà lại có sáng kiến ngay là tổ chức một cái lớp dạy cho trẻ em nghèo mồ côi về sáng tác nghệ thuật bằng đất nung. Những tác phẩm của bà đã khơi dậy nhiều xúc cảm trong lòng người dân Huế. Giáo sư Trần Văn Khê xúc động với sự quay trở về nhà, quê hương Huế của bà. Khi thấy 7 mô hình chị sáng tạo, tôi đã nghĩ rằng 7 mô hình ấy như 7 nốt nhạc để cho nhạc sĩ lấy đó mà tạo thành nhạc khúc. Thế giới đã đón chị bao nhiêu danh vọng từ bốn phương, không làm chị sai danh sai lời, mà lúc nào cũng để lòng chị say tình dân tộc. Trong tất cả mọi hoạt động, con đường của bà đều nghĩ đến đất nước, nghĩ đến cái cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, nghĩ đến những người cùng khổ, nghĩ đến những hoàn cảnh khác nhau mà bà muốn trực tiếp và gián tiếp đóng góp xây dựng quê hương. Thì chúng ta có thể vân đây là rất nhiều tác phẩm có cái ngôn ngữ đấy, có cái ý tưởng đấy. Nhưng mà đứng về mặt con người ấy, thì đây là một con người hết sức là tận tâm, thương người. Tôi nói thương ai trước hết, tôi nói là một người chồng gần như bị tan phế. Vì anh Bộ Điểm khi bị tai nạn xong là gần như tan phế, mất trí nhớ hoàn toàn.
gần như trở lại như trẻ con. Và bà phải vừa làm nghệ thuật, lại vừa phải chăm chồng, mà trong điều kiện như vậy mà cả hàng chục năm chứ phải một hai năm đâu. Thì nếu không có một cái tình yêu bền chặt, không có một trách nhiệm lớn lao thì rất khó gánh vác nổi cả chuyện gia đình và chuyện xã hội. Nhà văn Hoàng Phụ Ngọc Tường đã thán phục bà. Chính sự giản dị là sức mạnh của ngôn ngữ tạo hình điểm phùng thị. Cái đẹp của mới nà là tinh hoa của thế giới. Còn cái giản dị là sự quay trở về với bản chất của vũ trụ. Giản dị trong nghệ thuật, bà cũng là người giản dị trong đời sống. Ấn tượng đầu tiên là một người đã sống xa quê hương gần 50 năm. Nhưng qua tiếp xúc thì nói chuyện với cô là một cái người rất là Huế và Việt Nam. Cô nói rằng là tiếng Huế rất là chuẩn và tiếp xúc và rất là tình cảm. Từ đó đã làm cho mình yên tâm. Và đến hôm nay là đã 25 năm mình công tác tại cái nhà trưng bày điêu khắc này và 10 năm sống bên cạnh cô. Thì đã cho mình nhiều, rất là nhiều cái kỷ niệm và những cái tình cảm của cô Điềm đối với là bản thân mình cũng giống như là với là quê hương. Cái thứ nhất là cô Điềm là một người rất là thông minh và linh hoạt và tình cảm. Làm việc với cô, khi làm việc rồi ra làm, mà khi tình cảm thì rất là như là mẹ con. Nhà điêu khắc Điềm thì đã dành tất cả cái tấm huyết, những cái con tinh thần của mình, đã là 367 bộ tác phẩm mà cả cuộc đời cộng hiện người thuộc của bà đã đặt vào hiện trong những cái người con tinh thần này. Và với cái tình cảm rất là đặc biệt và tình yêu quê hương đối với Huế, thì bà đã trao tặng cái tài sản vô giá về cả tinh thần và vật chất cho Huế để cho thế hệ hôm nay và mai sau phải tôn trọng, gìn giữ và phát huy. Từ khi mà Ủy ban nhân dân tỉnh đã có cái chủ trương và có cái quyết định di dời trung tâm nghệ thuật Điêu Khắc thì từ số 1 Phan Bội Châu ra cái địa điểm 17 Lê Lợi như hiện tại, thì công tác trưng bày cũng như công tác phát huy giá trị nghệ thuật Điêu Khắc thì gặp nhiều thuận lợi trong cái đón tiếp khách tham quan và được công chúng trong nước cũng như khách quốc tế biết đến nhiều hơn, và cái lượng khách đến với trung tâm nghệ thuật Điêu Khắc thì ngày càng nhiều hơn. Hàng năm thì trung tâm có những cái kế hoạch để tổ chức các cái hoạt động để phát huy cái giá trị nghệ thuật của Điêu Khắc thì như là tổ chức các hoạt động phối hợp với các đơn vị và cá nhân để tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật để nhằm quảng bá và phát huy cái giá trị nghệ thuật Điêu Khắc thì đến với công chúng.